Các bạn, em mày xin mến chào các bạn đã trở lại kênh của em mày nè. Em mày đã sơn ba ngón màu trắng, một ngón màu đỏ cho cái lễ nha. Bây giờ em mày sẽ dùng màu đỏ này, em mày sơn cái ngón này. Bây giờ cái ngón này sơn kiểu nên em mày phải lấy cái cọ này ra, lấy cái cọ giả lai nha các bạn. Đây em mày lấy cái cọ giả lai nè. Rồi bây giờ em mày sẽ vẽ cái cái ngón này, cái phần còn lại cái ngón này nó hơi đặc biệt. Rồi bây giờ em mày vẽ đây. Rồi rồi ở đây em mì riêng đường ở đây nha, em mì tô cho cái đường nó bự bự một chút nè, làm cho xong luôn đó. Rồi ở đây em mì tô trên đây, cái phần trên đây nha đó. Rồi đó, các bạn thấy em lại mì xong hai phần này nha. Rồi bây giờ em mình sẽ cho hơi nha. Xong hai em này em mình bỏ vô cho hơi hai em này đi. Rồi, em lát em mình làm cho xong luôn. Rồi cái máy là hết pin này thôi. Quá ngày nay không có thời gian cập pin luôn. Rồi bây giờ chuyển sang bên đây. Đây mình cũng phải vẽ y như vậy nha các bạn. Rồi cái ngón này em mình kéo đây một lần trước. Rồi ở đây một cái lần đỏ nữa. Rồi cái lần này tô nha, tô cái phần phía trên, các bạn tô cho khéo nha. Bây giờ em mình mới dùng cái cọ giả lai để vẽ đó các bạn, cho nó đừng có bị lem đó, thì mình tô cho khéo cái phần đó. Rồi mình tô cho cái màu đỏ này đủ đậm luôn, mà đừng có đùng cục nước sơn nha, để mình làm một lần thôi. Rồi bây giờ xong em mình sẽ cho hai tay bên đây. Rồi bây giờ tới cái em mình sẽ lấy một cái cọ giả lai khác nha nó. Em mình có nhiều cỏ giả lai các bạn. Rồi bây giờ em mình sẽ dùng cái màu kim tuyến. Thì cái mẫu này hai cái màu nó không có nằm chồng lên nha các bạn. Nó nằm kế bên nhau cho nó đẹp chứ không có chồng lên. Rồi bây giờ em mình sẽ đi cái đường kim tuyến ra đây. Đó. Cái màu kim tuyến là kim tuyến keo luôn nha. Các bạn thấy không? Em mình để xuống cục, bây giờ em mình kéo ra nè, nó. Rồi. Rồi, ở đây một kim tuyến nữa. Đó, vậy là xong đó nha các bạn. Cái móng của cô khách đưa nó mẫu rất là dài. Còn ở đây, bây giờ em mình sẽ vẽ một cái trái tròn ở đây. Một trái mọc thôi. Rồi các bạn thấy một trái là xong nha. Rồi bây giờ em mình sẽ cho hơi tay bên đây. Rồi qua bên đây mình cũng đi cái phần còn lại giống vậy các bạn. Rồi mình đi cái kim tuyến vô ngay đây nha, mình phiêu vô đây. Các bạn khi các bạn chọn lựa kim tuyến á, mình phải tư vấn cho khách để mình recommend những cái kim tuyến nào nước sơn của mình biết á các bạn, mình biết nó đủ dày, nó đẹp á. Để mình để lên vậy cho nó đẹp. Cái nhiều cái kim tuyến nó mỏng quá, nó không có đủ độ dày, nó che không có đẹp, các bạn thấy không? Đây cái màu kim tuyến với cái màu đỏ này, cái màu đỏ em mì cũng đi có một nước một thôi. Rồi em mì tô ở đây đi, khách chọn màu nhưng nhầm khi cái màu mà mình cảm thấy nó không có cover đẹp, mình phải tư vấn cho khách. Rồi xong ở đây thì em mì sẽ vẽ một cái trái bo nữa nha, một cái trái bo tròn nè. Đó, rồi mình tô lại nha, mình quấn cho tròn lại nha các bạn. Đó, rồi. Bây giờ mình sẽ cho hoa bên đây. Bây giờ qua bên đây, bây giờ mình sẽ sử dụng tới cái màu trắng keo nha. Đây là cái màu trắng keo. Để em mình làm cái nơ luôn. Rồi. Em sẽ lấy một cái cọ giả lai khác nữa. Đây. Đó.
Rồi bây giờ mình sẽ lấy màu trắng đây. Bạn thấy mình màu trắng keo nha. Rồi cái cỏ này nó không được đẹp nè. Mình lấy ra là mình biết là cái cỏ không được đẹp. Mình vẽ cái lai nó không có đẹp các bạn. Rồi bây giờ mình lấy thấy cỏ khác. Rồi bây giờ mình kéo trên kéo xuống một đường nè các bạn. Đó, bạn thấy không? Sau thì các bạn thấy em khi nó chảy cái tay mình nó dơ. Rồi đây mình lấy cái tay bo nè. Đó. Rồi bên đây. Rồi là mình xong đó các bạn. Xong một cái trái trâu rồi, thôi qua đây nha. Rồi bên đây mình làm lươn. Rồi một phần trắng kéo xuống. Nhiều khi có nhiều cô khách đây sử dụng màu đen các bạn, nhưng mà cái hình của cô khách là màu trắng nên mình vẽ màu trắng. Đó, các bạn thấy không? Cái này rất là dễ, mình để cỏ dễ lai, mình bôi như vậy thôi à. Đó, các bạn thấy không? Cái này làm rất là đơn giản. Dùng cỏ dễ lai để vẽ hết. Rồi xong. Rồi bây giờ em mì cho hơi nha. Rồi cái bước kế tiếp em mì sẽ làm tiếp cho các bạn thấy không. Em mì cầm cái màu trắng nó la mà dính cái tay mì cầm lên nè. Cái nhà khi làm cho khách đó các bạn, đang lúc làm rồi mình bị đen tay rồi đó, mình không có chùi nên nhìn nó không có được thẩm mỹ lắm, các bạn cũng thông cảm. Bây giờ bước kế tiếp là em mì sẽ sử dụng màu đỏ. Đây màu đỏ kim tuyến này, cái loại khác, loại trong nha các bạn. Rồi em mì có một chung Aston đây. Rồi mình có cái cỏ gia lai đây, cái cỏ thưa chứ. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ màu đỏ lên nha các bạn coi nha. Mình bỏ màu đỏ lên đây đó. Đỏ này là đỏ kim tuyến không nha các bạn, chứ không phải màu đỏ nha. Đỏ kim tuyến trong suốt. Rồi bây giờ mình chấm lên, đẩy lên đó. Rồi bây giờ mình kéo rê xuống nè. Bây giờ em sẽ dùng hai cái màu đỏ khác nhau. Cái màu đỏ mà em bị sơn á là không thể nào dùng như vậy được. Cái nền trắng nó sẽ bị sọc hết, không có đẹp. Rồi, đó, cái mẫu của khách là vậy đó. Rồi, bây giờ tới cái ngón này. Ngón này mình cũng làm y vậy luôn. Bỏ lên đây một cục màu đỏ. Rồi đẩy lên. Các bạn biết cái mẫu của khách đem lại cho em mì á là cái bàn tay model nó rất là dài, mà cái bàn tay của khách này nó rất là ngắn luôn, nhưng mà mình cũng cố gắng mình làm tương tự ha. Rồi xong. Rồi các bạn thấy không, mày chấm một cục lên à. Bạn biết ha, cái mùa này là màu đỏ đắt lắm nên em mì thủ rất là nhiều chai màu đỏ luôn. Nhưng khi màu đỏ cả năm ít ca dùng tới mấy màu này các bạn, chứ do cái mùa này là bán đắt lắm ha. Nhưng khi một chai màu đỏ mình phải thủ mấy chai. Rồi em mì đã xong các bạn, xong bàn tay bên đây nó rất là đơn giản. Rồi bây giờ mì cho hơi. Sorry các bạn nha, mì hay bị ho tí. Rồi bên đây cũng vậy. Rồi, hôm nay cũng vậy các bạn ha. Mẫu vẽ cũng rất là đơn giản nhưng mà cũng mất tí thời gian ha. Cái cô khách này là nó cỡ ready for kit mệt hết rồi nè. Rồi, hôm nay cũng vậy. Các bạn biết các bạn bỏ kim tuyến khi mình nghiêng cái tay khách mấy ngón kia đó, trước khi mình bỏ vô cho hơi lại mình phải kiểm tra nha các bạn. Sorry các bạn, tại vì mình nghiêng vẽ kim tuyến nó dễ bị chảy đó. Tại kim tuyến là kim tuyến loãng mà. Chứ không phải kim tuyến nó đặc.
Rồi bây giờ đây, bạn thấy không, anh mình kiểm tra lại nè. Rồi bây giờ mình bỏ vô ha. Đó các bạn, như vậy là mình đã hoàn thành xong rồi nha. Bây giờ em sẽ compare cho các bạn coi mình đã hoàn thành xong rồi, nó vẽ cho các khách này ngày hôm nay nha. Cái mẫu vẽ rất là đơn giản, dễ làm luôn các bạn ơi. À, rất là simple. Đây là cái mẫu của khách chọn nè. Các bạn thấy là em đã hoàn thành xong rồi. Rồi bây giờ em bỏ nước bóng nữa là em đã hoàn thành xong bộ móng của khách này nha các bạn. Em xin chào tạm biệt các bạn ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp.